Trời gió lắm các bác ạ. À. Hôm qua em không được cá, hôm nay quyết định phục thù. Làm chưa?
lên nào. Các bác nhá, em chào các cần thủ, chào mọi người. Đấy, hôm qua móm thì sáng nay về nghỉ ngơi ăn cơm xong rồi em đi mượn thuyền của các bác. Đấy, đợt này bác không đi đánh lưới thì em mượn đi. Đây, tự mồi miếng tung xong hết rồi các bác ạ. Đây này. Hy vọng là hôm nay lại cắt móm. Vẫn chỗ quen thuộc ngày xưa các bạn. Chỗ này cũng lâu lắm em mới xuống đây câu. Xa xa ngay đầu ngón tay em lấp lấp tí xanh xanh ở gần nước kìa các bác kìa. Dưới đấy cũng có ông anh đang câu ở dưới đấy. Còn phía tít cái đầu ngón tay em, đầu móng tay ở dưới đấy ạ. Cũng có một cần thủ đang câu đấy. Kia vào phía bên kia chỗ đầu ngón tay em này. Đó, đây đây đấy, trắng trắng đấy, cũng có một cần thủ đang câu đấy. Và phía sau lưng em tít trên kia cũng có hai cần thủ. Đấy, còn em thì đang ở chỗ vách đá, bên vách đá. Ngồi thuyền lắc lắm các bạn, giật ra giật dẹo ấy. Đợt này em chỉ thích đi câu bờ ấy. Hôm nay máu lên này, đi mượn thuyền đi câu các bạn ạ. Đấy, em đang bên trong vách đá này. Mồi từ hôm qua các bác ạ. Hy vọng là đến đêm nay nó không hỏng thì cá nó ăn cho. Nó mà hỏng thì cũng chịu các bác nhỉ. Qua em với thằng bạn câu ở dưới kia thì nó được một con hơn cân. Nó đi ngâm dây câu rồi được một con cá nheo chắc mấy lạng. Em thì im re chả thấy gì. Sáng nay về sớm. Máy hôm nay em nhả lỏng hết các bác. Gác kiểu này không có chỗ để ấy. Kể ra mà mình máy để chật chật một tí thì con cá nó đóng phát đầu nó sẽ nặng hơn, sẽ chắc hơn, nhưng mà mình để lỏng thì con cá nó đóng không chắc mấy. Thôi, may mắn thì được các bác nhỉ. Gió lắm. Giờ là 3:20 các bác ạ, thứ bảy ngày 31 tháng 10. Không này các bác lại bảo em chém gió. Lâu
lâu ngồi bè cảm giác nó phê thật các bác ạ. Đung đưa cả như ông say rượu ấy. Đung đưa như kiểu say rượu. Chứ là cái thuyền này không có chăn màn gì, chắc đêm rét quá các bác ạ. Đêm rét thì chết. Em chả mang cái gì, mang mỗi chiếc áo. May là trên này họ có cái đáy bàn. Cần thủ bên dưới kia đã đi về các bác ạ. Bây giờ là 5 giờ kém 5. Về sớm thế. Đêm nó ăn thì sao? Đêm nó ăn thì sao? Vâng. Im thế các bác ạ. Tí họ xả máy điện thì lại thu cần đi về. Mệt đấy. Năm giờ các bác ạ. 5:42. Im năm chưa thấy động tĩnh gì. Im lắm. Giờ nó nôi cần cái rạc một phát nha. Ui giời.
Đêm nay lạnh không biết làm thế nào. Áo rét thì không mang. Nước chảy quá các bác ạ. Đấy, 18:45. Em câu lúc nhấc mồi lên thì còn 4 quả chưa hỏng ha. Chuyển sang cái quẩn bên này thì em tung 4 cần xem nó như nào. Các bác ạ. Hy vọng là đêm nay có hàng. Nặn thêm 4 quả mồi nữa lắp vào để tung. Nặn mồi đã nha các bác nha. Bây giờ là 19:11 các bác ạ. Em tung xong hết cần rồi. Đấy. Nằm la liệt. Này thiết kế kiểu này. Đấy, không biết là cá mú thế nào. Chín giờ mười một. Bây giờ là 11 rưỡi đêm các bác ạ. Gió lạnh. Bây giờ là 1:05 các bác ạ. Gió thì im rồi. Nhưng mà cái lạnh thì vẫn tràn trề các bác ạ. Cái lạnh thì vẫn tràn trề. Nước thì trong xanh. Bây giờ cũng hơn 3 giờ sáng các bác ạ. Lạnh lắm. Vừa nãy gió, gió kinh khủng, lạnh, bây giờ nó ngưng được tí. Chắc tí lại gió tiếp thôi các bác ạ. Thế em cũng thu cần đi về thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video sau nhá. Này đèn lắm các bác ạ.
mượn được cái thuyền đi thì thuyền sắt đi thì mặc mỗi chiếc áo lao động với lại một chiếc áo lỉ ở bên trong, như là loại loại phông lỉ mỏng ấy, dài tay ấy, lạnh lắm, chuồn thôi các bác ạ.